Xin cảm ơn chị Thảo Vân đã chia sẻ những cảm xúc rất là đáng quý. Chắc chắn chúng ta, những người yêu VTV, những người chương trình yêu chương trình Táo Quân sẽ còn rất nhớ những câu nói của chị Thảo Vân, nhớ từng gương mặt của các vị Táo Quân. Một lần nữa, thay mặt cho những người yêu mến chương trình này, xin được cảm ơn chị Thảo Vân, các anh chị em nghệ sĩ cùng các thành viên của VFC đã cống hiến cho chúng tôi một chương trình được coi là huyền thoại của VTV. Nhưng quý vị cứ hãy chờ đợi đến Tết Nguyên đán năm nay với đêm giao thừa, chắc chắn VTV sẽ không phụ lòng quý vị với một sản phẩm nữa mà tôi nghĩ rằng cũng không hề thua kém Táo Quân đâu ạ. Và cũng chờ đợi chương trình Việt Nam hôm nay sẽ phát sóng vào 17:30 chiều ngày mai trên VTV1. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.